Sao á? Hả? 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 Làm sao á? Mi hay sao á? Hả? Sao lại cắn một cái chân này? Hả? Sao? Chân này làm sao? Chân làm sao? Dừng đi. Này. Thôi, thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thôi được rồi. Sao thế? Hả? Sao thế? Cô cứ lại đây xem nào. Mi ơi. Sao thế? Con ngồi một mình buồn, con không có gì chơi, con cắn vào chân à? Hả? Chân này là chân của mình đấy, sao lại cắn tự cắn vào chân như thế? Hả? Chân này bị làm sao mà cắn? Hả? Con ghét nó à? Tự ghét chân của mình, trời ơi, tự ghét chân của mình á, lạ đấy, giờ mình mới thấy luôn đấy. Tự cắn chân này à? Chân này hư à? Chân này hư à? Hả? Lại tự cắn chân, không cắn chân nữa nhỉ, nhỉ? Ra đây này, hai đứa ra đây này, hai đứa ra đây mẹ cho này, nào cô ra đây mẹ cho này.